Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mẹ Nga Vlog nha. Thì mọi người ơi, thì hôm qua thì mẹ Nga có làm một cái video là một cái hành trình bắt đầu từ nhà mẹ Nga cho đến Thanh Hóa mọi người ạ. Thì hôm nay mẹ Nga sẽ làm một cái video là lưu lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ ở tại mảnh đất Thanh Hóa nha mọi người. Thì mọi người hãy theo dõi hết video ủng hộ mẹ Nga nha. Đó, đây là gia đình nhà mẹ Nga đang chụp ảnh để làm kỷ niệm nè. Người mặc áo đỏ này là mẹ mẹ Nga, còn người bên phải màn hình là bố của mẹ Nga này. Người chụp ảnh cùng với mẹ là con của chị gái mọi người ạ. Đó, còn đây là hai chị em gái này mọi người, nên mọi người có thấy hai chị em giống nhau không? Mình chơi ở nhà bác rồi mọi người ạ. Thế bây giờ là bọn mình sẽ di chuyển về biển Sầm Sơn. Đang đi vào khách sạn để lấy đồ qua nghỉ khách sạn. Đây là sứa mọi người, nguyên cái này cái xưởng làm sứa. Đây là gia vị rau. Đây làm gì đây? Nước chấm à? Mẹ Nga đặt được một ít hải sản rồi thì bây giờ mẹ Nga ra biển để tắm nè mọi người. Sau đó họ ship cho sau. Gia đình mình đã đến bãi biển Sầm Sơn rồi nè mọi người.
đông khách nên là cũng phải ra là...